Hello, xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng đến với một cái tài khoản đang ở Vương quốc mới rồi là mới, cực kỳ mới luôn anh em ạ. Đó là Vương quốc đang chuẩn bị tham gia map KVK1. Thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng 82 ngày nhé anh em. Là bây giờ đang ở trong giai đoạn chuẩn bị vào map KVK rồi. Còn khoảng 4 ngày nữa là sẽ vào map KVK1 nhé anh em. Để hôm nay review cho anh em xem chủ quạt có nói với mình là không ngủ quạt. Không mùa quạt thì có chơi được không? Và không mùa quạt thì có mạnh không? Video ngày hôm nay sẽ chứng minh cho anh em xem được không mùa quạt thì có mạnh không nhá anh em. Đây, trước mắt thì đang ở Vương quốc 3252. Mình sẽ xem về quà clan. Quà cấp 16 thì cũng không quá là nhiều rương đúng không anh em? Và cấp 16 thì cũng không quá là nhiều rương đâu. Cơ bản là có làm thì mới có ăn. Xem xếp hạng này nè. Liên minh 1 tỷ 3, 900, 700. Sức mạnh cá nhân ở đây có một người chơi T5 nè, còn lại là 28M, 22M, 21M, lại cũng gọi là nạp ít thôi anh em ạ. Kỹ năng liên minh, kỹ năng cá nhân 44 triệu rồi, thấy chưa? Ở trong kingdom này có làm thì mới có ăn nha anh em, đừng bảo hít rương thì mới mạnh được như vậy nha. Rồi ở đây thì anh em thấy là mất đầu con Mina rồi, thì chủ quạt cũng có chia sẻ với mình là nạp đâu đó tổng gần khoảng 4M cũng ở vào game rồi nhé anh em. VIP 12 gần như mình đã nói với anh em rồi ấy, anh em chơi K1 thì nó sẽ rơi vào tầm VIP 11, trên VIP 10 cho tới VIP 11 và cận VIP 12. Nhưng mà ở đây thì anh em thấy được là chủ quạt chuẩn bị vào KVK1 mà đã VIP 12, như vậy là tốc độ VIP cũng khá là nhanh. Với cái tốc độ VIP như vậy thì mình nghĩ là hết KVK2 là chủ quạt đã VIP 14 rồi, trong khi tốc độ VIP của những người chơi bình thường thì nó sẽ rơi vào tầm khoảng hết K3 thì anh em mới đạt được VIP 14 nhé anh em. Như vậy là VIP cũng khá nhanh rồi. Sức mạnh là 15 triệu. Anh em hay hỏi là mức bâu khoảng bao nhiêu thì anh em có thể chơi được KVK1. Nó sẽ rơi vào tầm mức trung bình, sẽ rơi vào tầm khoảng trên dưới 10M bâu nhé anh em. Thì ở đây là chủ ạc đã lên được tới 15 triệu sức mạnh. Như vậy là cũng khá là mạnh đấy. Sức mạnh cá nhân, sorry. Đây. Cũng nằm top 16 này, thấy chưa anh em. Top 16 kích đom là mạnh. Top 100, nằm trong top 100 là khá là ok rồi, đừng nói là top 16. Rồi ở đây đang sử dụng nền văn minh Pháp. Thực sự cái giai đoạn mở đầu game thì anh em nên dùng Trung Quốc. Không cần phải bộ chơi bộ kỵ công thì anh em phải chọn đúng nền văn minh đâu. Cứ chọn nền văn minh Trung Quốc thôi, để cho nó phù hợp với cái mục đích của anh em, đó chính là nâng nhà nó nhanh hơn và nó tiết kiệm thời gian hơn. Ở cái giai đoạn đầu game thì không phải là ai cũng có nhiều tăng tốc, không phải ai cũng nạp nhiều để có thể nâng được cái nhà chính lên level 25 đâu. Đó, 24 đầy rồi nè, 23 nè, 24, đó thấy chưa anh em. Thế nên là anh em cố gắng chọn nền văn minh Trung Quốc thì mình nghĩ nó vẫn là ok hơn. Đầu game thì cũng không đánh nhau nhiều đâu. Thế nên là không không nhất thiết là phải chọn Pháp nha anh em. Tối ưu những cái bút về xây dựng với nghiên cứu thì mình nghĩ nó vẫn là tốt hơn. Rồi, bao nhiêu lính thì chơi được KVK1. Anh em chỉ cần có T4 khoảng tầm 400-500k thôi là anh em có thể đánh đánh KVK1 được rồi. Tuy nhiên ở đây mình thấy T4 thì mới có 167, 117 và 104, đó là bộ kỵ và cung. Như vậy thì vẫn chưa đủ một đạo T4 để đánh on field. Thế nên là cái này chỉ có thể đánh mid chop được thôi anh em ạ. Chứ chưa thuần một loại để đánh on field được. Tối thiểu ít nhất anh em phải có 300. 300 khi mà anh em dùng bút các thứ nữa thì anh em mới đủ full một đạo T4 để đánh on field nha. Thế nên là acc này mặc dù cái mức bâu khá là cao và nghiêng về thiên về nghiên cứu và xây dựng, chứ còn lính thì lại không đủ lính để đánh KVK nè. Cái này là quả này là phải chen thêm rồi. Nhà thì 25 rồi. Coi lâu đài coi, lâu đài đó mất rồi. Lâu đài mới 16 thôi. Anh em mình sẽ xem một chút về công nghệ, bởi vì cái tài khoản này nó cũng khá là mới. Ưu tiên mới vào game, ưu tiên nâng những cái này cho mình nhé. Thứ nhất là viết lắp. Tốc độ nghiên cứu nè. Khối xây nè. Tốc độ xây dựng nè. Những cái đó là phải cố gắng mát càng nhanh càng tốt nha anh em. Công trình đó nè, toán học đó, đó là bốn cái công nghệ mà anh em phải ưu tiên cố gắng nâng mát đầu tiên. Why? Ở đây chưa gì đã quất cái công nghệ farm game lên 9 trên 10 rồi. Có nghĩa là vào KVK là mát bốn đạo farm game đó anh em ạ. Rồi, ưu tiên nâng những cái tách về công trình toán học để cho nó giảm cái xây dựng và nghiên cứu xuống nhá anh em. Rồi tiếp đến thì mình sẽ xem về cái tách đánh nhau của chủ quạt. Đánh nhau khỏe hay không là nhờ vào cái tách này nhá anh em. Ở đây có thảo dược, dàn quân phòng thủ, chiến thuật trận đấu 6 trên 10, mở khóa lính T4.
Anh em lưu ý giúp cho mình, nạp ít thì anh em ưu tiên nâng một loại thôi. PvK 1 thì anh em không cần phải đánh nhiều đạo đâu, thế nên là ví dụ anh em chơi bộ thì nâng mỗi cái tất bộ như thế này thôi nhá anh em. Không cần kỵ bộ, kỵ với cung với xe không cần nâng. Như vậy là ở đây là nâng 2 trên 10 nè, 3 trên 10 nè, không cần nhá anh em. Chỉ nâng mỗi một cái tất thôi, bộ thì anh em nâng mỗi cái tất này và dùng hết tăng tốc vào đấy là được. Quân đoàn y tế, vũ trang hỗn hợp và cắm trại, như vậy cá nhân mình thấy đánh K1 là cũng khá là khỏe so với cái mặt bằng chung rồi. Tuy nhiên là ở đây thì anh em lưu ý giúp cho mình, nâng chơi bộ thì nâng mỗi tất bộ thôi là sẽ ok hơn nhé anh em. Rồi Red, về Red đánh KVK thì tầm này mình nghĩ là cũng đánh khá là ok, nếu như mà anh em bung cả Red Core nữa là đánh cũng khá là ổn áp rồi nhé anh em. Không cần nhiều đâu, mỗi loại khoảng tầm 500 là anh em đánh một đạo, đánh mái thoại T4, đánh mái thoại anh em ạ. Rồi tăng tốc, bởi vì cái giai đoạn đầu game mà không nạp thì anh em không có nhiều tăng tốc, nên là cái việc mà đánh nhau tiêu thụ nhiều tài nguyên nó cũng không có nha anh em. Tăng tốc thì như anh em thấy ở đây là cũng cạn rồi nè, thế nên là giữa cái việc liên quan đến tài nguyên nè, lính nè, tướng nè, tăng tốc nè, thế nên là mình hay khuyên anh em mới chơi ấy, chỉ cần đánh một đạo thôi được rồi, tiết kiệm tài nguyên, tiết kiệm tăng tốc. Thế thêm một cái nữa là VIP gear tướng anh em không mạnh nên đánh nhiều đạo làm gì, càng đánh nhiều đạo càng lỗ thôi đó, thế nên đánh một đạo nó sẽ tốt hơn. Cái việc điều khiển lính, anh em mới chơi điều khiển lính cũng chưa quen nữa, thế nên là đánh một đạo thì rất là tối ưu nhá anh em. Rồi gear đầu game thì anh em không cần ưu tiên là phải lên gear cam đâu, cứ lên full gear tím như này để đánh on field cho mình nhá, full tím. Lúc đầu thì cứ full xanh như vậy nè, đó full xanh, sau đấy anh em sẽ lên full tím như vậy là khá là ok rồi, chứ không cần là cứ phải vào là quất liền đồ cam liền, không đủ nguyên liệu đâu nếu như anh em không nạp. Mà nếu mà đủ nguyên liệu để rèn thì anh em chỉ rèn được có món cam, còn đâu nhiều khi anh em phải xài xanh chứ không được phun tím như vậy. Phun một bộ tím thì bút nó vẫn khá là ok hơn nhá anh em. Mình thấy chủ ạc có 380 tượng cam thì vào KVK thông thường là chuẩn bị mở đeo 4 thì nó sẽ có vòng quay tướng cung, có vòng quay dây thì anh em có thể tích tượng để quay dây cũng được nếu như anh em đam mê kiểu man. Còn nếu như không có thời gian kiểu man thì không cần phải lên dây, anh em chờ chơi xong K2 là sang K3 là anh em đã có thể triệu hồi và triệu hồi luôn gia các lượng. Thứ nhất là có một đạo cung đánh on field cực kỳ mạnh, top meta. Thứ hai là anh em sẽ có được một đạo cung để kéo man, như vậy nó vẫn là tối ưu hơn. Ở đây thì chủ ạc đã xả cướp bóc và đánh được 330 rương cung cấp vương quốc, có nghĩa là cày cũng hơi bị ác ấy. Thì mình có hỏi chủ ạc thì tiêu tốn khoảng 150k áp nhá anh em cho 330 rương như thế này. Thì chủ ạc có nói với mình là cũng mở luôn để cho anh em xem cái tỷ lệ nó như thế nào. Thực ra thì cái rương này lâu lắm mình cũng chả mở rồi, nhưng mà nghe anh em bảo là cái xác suất nó cũng khá là thấp, thế nên là cái việc là anh em hay hỏi mình là có nên đánh cướp bóc để lấy rương không, thì mình vẫn bảo với anh em là dù xác suất nó có thấp thì vẫn phải đánh. Bây giờ anh em để áp làm gì đâu, anh em chỉ chừa lại cho mình khoảng tầm 80 đến 100k áp, có nghĩa là cái ạc khi nào cũng có 80 đến 100k áp ở trong cái ạc. Để làm gì? Để khi mà anh em bận không có thời gian chơi game thì anh em có thể xả trần đáy áp để làm cái sự kiện 7k game. Sự kiện 7k game thì anh em có thể tham khảo trên kênh này, anh em cũng biết được là cái sự kiện hoàn toàn miễn phí, chỉ mất 7k game thôi, anh em mở khóa xong làm xong hết nhiệm vụ anh em sẽ lấy lại 7k game, coi như là nó free 100% luôn đó. Thế nên là còn dư lại áp, anh em mà có trên 100k áp rồi thì còn dư áp thì anh em cứ xả đánh cướp bóc thôi, dư áp nhiều cũng chả để làm gì cả. Rồi 150k áp, khoảng 150k nhé, 330 hộp. Mình sẽ mở với con số là 99 đi nha, 99 rương nha. 99 rương thì mở 3 lần đi. 110 chứ, 110 là mở 3 lần luôn cho đẹp. 110. 3 lần là 330 đúng không? Đó, anh em tính thử nha. What the hell? Sao tăng tốc 3 ngày có 1 cái à? Ôi, 100 rương mà tăng tốc 3 ngày mở đúng một cái. Quá, nó ảo ma Canada thiệt chứ. Rồi, đúng ảo luôn ấy. Tăng tốc 4 giờ được, mùa 24 giờ được có 4 cái à. Tăng tốc 3 giờ được đúng cái. Rồi, ít thế nha. Rồi. Được 3 cái nè. Ít quá anh em ạ, tỷ lệ thấp quá. Game cũng ít luôn. Tăng tốc 24 giờ cũng ít. Ồ, nhưng mình không thấy tăng tốc 24 giờ. Đây có 4 cái à. 8 giờ nè. Game nè.
3 giờ cũng 3 cái đèn thật 330 rương. Bốn cái nữa. Bốn cái hồi nãy bốn cái, năm cái là tầm khoảng 9-10 cái, tăng tốc 3 ngày. Cũng không nhiều anh em ạ. Nói chung như vậy là ít đấy. Game ít nè. 8 giờ, 24 giờ có 5 cái à. Rồi anh em nhẩm nhẩm thử xem được khoảng bao nhiêu tăng tốc nhá. Bao nhiêu tăng tốc với game. Nhìn chung thì mình thấy là theo cảm nhận của mình 330 rương như vậy là ít, còn không biết anh em nghĩ như thế nào. Cũng có thể là do nhân phẩm mở hơi đen, nhưng mà mình thấy nhận được phản hồi của đa phần rất là nhiều anh em sẽ cướp bóc thì đa phần cái tỷ lệ nó đều đen như vậy cả anh em ạ. Rất ít người mở được may mắn có nhiều tăng tốc 3 giờ, tăng tốc 3 ngày như thế. Còn đa phần thì đều mở nó đều như vậy cả anh em ạ. Hơi đen đúng không anh em? Rồi, acc mới thì tướng tá nó cũng sẽ không có nhiều. Mới vào thì anh em cứ quất con tôn tử thôi, đánh một đạo tôn tử là được rồi. Full gear tím là được. Hoặc anh em cũng có thể lên phụ trợ. À, lưu ý giúp cho mình nha. Nếu mà lên gear xanh thì anh em lên những cái món lộng gió nha anh em. Tay lộng gió nè. Đó, quần lộng gió nè. Những cái đó thì anh em có thể đổi ở trong cái hình như là trong cái shop VIP là có rồi đúng không? Cửa hàng VIP là có rồi đúng không? Đây đây, nó là cái rương này nè. Đó. Anh em có thể đổi trong này nhé. Để tại sao mình nói là lại lên những cái món lộng gió, bởi vì lên cái món lộng gió nó rất là tốt. Thứ nhất là nó boost tốc độ di chuyển cho anh em. Đây. Bốn món thì anh em sẽ có tốc độ diễu hành 4% này, nó cũng khá nhanh và nó có thêm bút bộ này, tấn công đội quân 2% nữa đó. Thế nên là lên bốn món lộng gió thì nó sẽ tối ưu hơn nhá, ưu tiên bốn món đấy trước, sau đấy mình sẽ thay những món tím sau. Còn lên cái tay này thì nó hơi sai tí này, cái quần này cũng vậy nhá anh em. Đó, lên những món lộng gió trước, tốc độ di chuyển nó rất là quan trọng nhá anh em. Rồi còn lại thì mình sẽ xem thử xem là giờ là đánh một đạo tôn tử với lại Biralet, một con tướng bộ mới. Con này 5211 rồi thì đánh con này mình nghĩ ok hơn nè. 3111 5211, đánh con bay hết này nha, tuần tự với bay hết nè. Đó, đánh một đạo thôi. À thì khá là mới thế nên là cũng không có nhiều tướng đâu. Anh em đừng đánh nhiều làm gì, đánh nhiều nó lỗ ấy. À, lưu ý giúp cho mình là cố gắng mát con Loha sớm sớm nhé, bởi vì mát con Loha thì anh em sẽ bút, nó sẽ có những cái kỹ năng bút điểm mana rờ, anh em đánh mana nó cũng khỏe. Thêm cái nữa là nó sẽ bút điểm mana, đuổi điểm kinh nghiệm cho những con chỉ huy đi phụ. Thế nên là ưu tiên là giai đoạn đầu game thì cố gắng mắc con Loha sớm sớm một tí. Rồi, ok, mình sẽ xem một số cái gói nạp nha. Rồi, nạp cũng khét đấy. Nó đã quý cấp tốc nạp mát luôn nè. 10k game kìa. Nạp cũng khét đấy. Gói này ban đầu của nó là 109 đúng không? Có mua thêm một gói rồi nè. Cũng chịu nạp đấy anh em ạ. Những gói cơ bản. Mới chơi game từng này mà nạp gần 4 triệu thì cũng nạp một gói cơ bản. Đó, anh em nạp ít thì gặp game tháng nè, cấp vật liệu nè, đó là hai món cực kỳ, hai gói cực kỳ quan trọng để anh em nạp nhé. Rồi ok, như vậy là trong cái video ngày hôm nay thì review cho anh em xem, mà chủ ạ có nói vui với mình là không cần phải ủ ạ, nhưng chơi vẫn mạnh thì đúng là nó mạnh thật anh em ạ. Đó, VIP 12, mức bầu thì 15M, như vậy là cũng khá là mạnh rồi. Về tất tiết các thứ này nói chung đánh KVK khá là khỏe rồi. Chỉ có điều một cái là nạp 4 triệu vào thì đương nhiên là nó cũng có sự khác biệt đúng không anh em, chứ không thể nào mà nạp 4 triệu vào mà nó yếu thì không nói gì cả, nhưng mà nạp 4 triệu như vậy là mình nghĩ cũng khá là ok rồi. Nói chung là chủ ạ cũng tìm hiểu game, nạp một số cái gói cơ bản và nạp gói game tháng, nói gói nguyên liệu là mình thấy khá là chuẩn rồi. Đánh thì mình nghĩ là chỉ nên đánh một đạo bộ tôn tử với lại con tướng Hy Lạp mới, huyền thoại, tướng cam rồi bài hết thôi là mình nghĩ khá là ok rồi. Không biết anh em nghĩ sao về tài khoản này, anh em cũng có thể chia sẻ bình luận ở dưới video. Thêm một cái nữa là mở rương như vậy là anh em thấy ổn áp chưa, hay là mở rương như vậy là khá đen? Mình thấy là nó nói chung là nó hơi đen đấy, còn không biết là anh em sẽ áp đánh thì nó như thế nào. Rồi chia sẻ ở dưới video nhé, hẹn gặp anh em ở những video lần sau nhé. Bye bye, xin chào anh em.